Xin chào các bạn, mình là Khánh. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm, nó chính là chiếc bình holo hút tài lộc. Đây là cái dòng sản phẩm gồm sứ vẽ vàng cao cấp được sản xuất tại Bát Tràng và sản xuất hoàn toàn thủ công 100%. Sản phẩm với chiều cao là 80cm. Và cái họa tiết ở trên sản phẩm này là bách điểu ngàn hoa. Để tạo ra sản phẩm vẽ kỹ như vậy thì cần phải một người thợ vô cùng là khéo léo và có cái kinh nghiệm cao để phối màu và những cái đường nét vẽ mềm mại như sản phẩm mà các bạn đang xem đây. Các bạn mà quan tâm đến sản phẩm thì các bạn hãy liên hệ qua số điện thoại đặt ở trên video hoặc truy cập vào website là bát tràng.info để được xem thêm nhiều những cái sản phẩm gốm sứ cao cấp khác của Bát Tràng. Đây, mình đang zoom sát và các bạn thể nhìn thấy họa tiết rất là mềm mại, vẽ hoàn toàn thủ công bằng tay 100% hết. Màu sắc rất là rực rỡ. Trên nắp thì có một chiếc holo nhỏ khác nữa để đậy. Các bạn nếu mà quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn hãy bấm vào cái tiêu đề sẽ hiện ra những cái địa chỉ đang trưng bày những cái sản phẩm như thế này. Và các bạn nếu mà thấy hay và ý nghĩa thì hãy đăng ký kênh, chia sẻ rộng rãi, ủng hộ mình. Mình làm những cái video này mục đích để các bạn có thể hiểu rõ được về sản phẩm, thay vì nhìn qua hình ảnh thì các bạn sẽ xem được video chi tiết nhất. Để tạo ra sản phẩm như này thì mất rất nhiều công sức, từ công tạo hình cho đến vẽ tay. Và để tạo thành một cái sản phẩm hoàn chỉnh sẽ phải mất khoảng 20 ngày trở lên. Vì là sản xuất hàng thủ công nên sản xuất sẽ không đại trà và số lượng sẽ không nhiều ở trên thị trường. Gần như là những cái bản này là bản số lượng có hạn. Xung quanh là hoa, màu sắc rất là đều và cả chim hạt nữa. Rồi, ok. Xin chào và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo.